Hello, xin chào mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ review chiếc quạt tản nhiệt dành cho điện thoại này nha các bạn nhá. Thì các bạn nào muốn mua thì mình sẽ để link sản phẩm này ở dưới phần mô tả cho mọi người nha. Ok mọi người. Thì bên trong này chúng ta sẽ có là một cái quạt tản nhiệt. Ok, thì đây sẽ là một cái quạt tản nhiệt nha các bạn nhá. Ok, nhìn khá đẹp đúng không? Ok, thì mình sẽ để đây nha. Mình sẽ xem cái thứ hai là cái gì nhá. Mình sẽ để gọn xong ở bên nhé mọi người. Đây hình như là đây là một cái giá đỡ thì phải. Ok thì mình thử mở ra xem cái quạt tản nhiệt nó sẽ như thế nào nhé các bạn ơi. Ok. Thì bây giờ mình sẽ mở cái này ra xem nào bên trong nó sẽ có cái gì nhá các bạn nhá. Để mình xem vào chốc mở đâu nhỉ. À đây rồi. Wow, trời ơi, đóng gói khá là xịn sò, khá là đẹp luôn các bạn. Hỏi các bạn thấy không này, một cái quạt tản nhiệt khá là đẹp, nhìn trông khá là đẹp và trông khá là gaming luôn các bạn. Ở mặt trước này thì là một cái lớp gì ấy nhưng mà khá là mịn các bạn, khá là mịn luôn. Ok, thì mình để sang một bên nhé. Thì cái hộp này mình cũng sẽ để sang một bên. Ở đây thì có, ở mặt trước này thì là một cái lớp gì ấy nhưng mà khá là mịn các bạn, khá là mịn luôn. Ok, thì mình để sang một bên nhé. Thì cái hộp này mình cũng sẽ để sang một bên. Ở đây thì có mấy cái sách hướng dẫn sử dụng mọi người ạ. Ok các bạn ơi, thì hình như là cái này là một cái miếng lâm châm thì phải. Mình thấy miếng lâm châm thì trông khá là hút. Đó, đặt vào đây thì nó sẽ hút lại với cái này. Một dây sẽ cắm vào đây và một dây sẽ cắm vào ổ điện để cho nó... À hình như là một dây cắm vào điện thoại hay sao các bạn? Hình như... À đúng không ạ? Đây đúng rồi. À đây một dây nó sẽ cắm vào đây nha các bạn. Các bạn thấy không? Cắm theo cái lỗ này. Tập vào một đầu này sẽ cắm vào trong... ổ điện nha mọi người. Ok thì mình cắm thử cho các bạn xem nhé. Ok thì mình mở ra nha mọi người. À cái này chính là cái giá đỡ để bỏ cái này vào này mọi người. Đúng rồi, cái này chính là cái giá để bỏ cái này vào nhé các bạn. Ok thì cái này nó có thể mở ra mở vào này. Ok, mình sẽ cho cái này vào đây. Đúng không nhỉ? Đây, và thì đây mình đã gắn xong cái đồ kẹp vào trong cái quạt tản nhiệt tập chúng ta nhá. Ok, thì nó sẽ như thế này nhé các bạn. Ui, nhìn trông khá là gaming, nhìn trông khá là xịn sò luôn các bạn ạ. Đó, các bạn thấy không? Ok, thì bây giờ mình sẽ cắm vào test game xem nó như trải nghiệm nó như thế nào nhé các bạn nhá. Ok các bạn ơi, mình vừa mới cắm thử vào thì ok mình và bây giờ mình sẽ thử bật công tắc lên nhá. Thì bật công tắc thì mình sẽ bật ở đây nha. Ok thì sau khi bật công tắc lên thì ui, mình thấy là khá là mát, quạt bắt đầu quay này. Quạt bắt đầu quay, nhiệt độ đang giảm xuống còn 10, đây hình như là còn 19 độ thì phải. Ok thì đây là mặt trước của nó nha. Ui, khá là mát luôn các bạn ạ. Giờ khá là mát luôn. Ok, mình theo mình biết thì cái quạt này có thể giảm xuống còn âm 3 độ khi mà nếu mà nhiệt độ quá nóng ấy thì nó sẽ giảm xuống còn âm 3 độ nha. Thì bên trong phòng của mình là mình đang bật điều hòa nên nó vẫn đang chỉ là 12 độ thôi, nó đang giảm dần xuống này các bạn. Nhiệt độ trong phòng nó mình không nóng quá, nó không giảm được nhiều. Ui, thì các bạn thấy không? Ui, nó ra nước này. Nước khá là mát luôn, sờ vào khá là mát luôn. Ok thì bây giờ mình sẽ bấm thử thêm phát nữa xem nó có cái gì không nhá. Để mình bấm thử xem lần nữa xem là nó là gì nhá. Bấm phát nữa thì hình như là gió nó mạnh hơn các bạn ạ. Bấm nữa thì gió nó mạnh hơn. Rồi các bạn có thể thấy này, rồi nó ra khá là nhiều nước luôn. Kiểu nó bị lạnh quá đấy, nó bị lạnh nó sẽ ra nước. Nhưng mà cái này thì không sao, các bạn có thể dán cái miếng lâm châm này vào nhé mọi người. Các bạn có thể dán cái miếng lâm châm này vào như này. Ok thì các bạn sẽ sợ, các bạn nó chỉ làm mát thôi, các bạn sẽ không bị sợ kiểu nó bị có nước đấy. Nhưng mà khi mà ốp vào điện thoại thì nó sẽ khá là mát luôn. Ok
thì hiện tại nó là đang là 12 độ. Khi mà nó nóng quá thì nó sẽ giảm xuống, có thể giảm tối đa là 3 độ nha mọi người nhá. Và các bạn có thể xem kỹ đây, khá là đẹp, khá là mát luôn, sờ vào khá là mát luôn, hơi mát cực kỳ luôn các bạn ạ. Cái này mà để chơi game thì thôi rồi, chấm hết luôn. Còn nếu mà các bạn muốn tắt nó đi ấy, các bạn không muốn dùng nữa mà các bạn tắt nó đi thì các bạn chỉ cần bấm lại cái nút này một lần nữa thôi là nó sẽ tắt đi này các bạn. Đó, quạt nó sẽ ngừng chạy luôn. Khá là dễ dàng luôn, khá là tiện lợi luôn các bạn ạ. Cực kỳ tiện. Ok mọi người, thì đây là sau khi mình gắn vào điện thoại của mình nhá, thì nó kiểu nó rất là gọn gàng luôn, kiểu đấy, nó rất là gọn gàng luôn và kiểu cực kỳ mát luôn các bạn ạ. Sờ ở đây cực kỳ mát, không hề nóng tí nào luôn. Đây thì có cái quạt rồi. Ok, cực kỳ mát mà cầm dễ, kiểu dễ điều khiển, dễ thao tác luôn này. Còn mình có thể mình cũng có thể kiểu kéo qua kéo lại mà không sợ vướng gì nhá. Đó, kéo qua kéo lại cực kỳ dễ luôn, cầm chơi game thì cực kỳ thích luôn các bạn. Rồi, cực kỳ mát luôn, cảm giác chơi mượt cực kỳ luôn mọi người, không hề nóng một tí nào luôn. Cái này mà để chơi game thì thôi, chấm hết luôn. Cực kỳ mát, cầm dễ dàng thao tác, dễ dàng điều khiển luôn mọi người. Đó, mình quay buổi tối nên nó hơi bị quá một tí nhá, mọi người thông cảm nhá. Ok chưa, thì đây là mặt trước, còn đây là mặt sau của nó nha. Đó, cực kỳ gọn, cực kỳ xịn luôn, cực kỳ mát nữa.